Chỉ trong 30 ngày kể từ khi phát hiện nguồn tin, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây mua bán trẻ sơ sinh núp bóng dưới hình thức cho nhận con nuôi tại 32 tỉnh thành trong cả nước. Đây là thông tin vừa được Công an thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tại buổi họp báo vừa được tổ chức chiều nay. Qua công tác phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và công tác nắm tình hình tại các hội nhóm trên không gian mạng, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhiều thông tin nghi vấn về hoạt động mua bán trẻ sơ sinh. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đối tượng Nguyễn Thị Ánh Đào, sinh năm 1989, quê Nghệ An, đang nuôi giữ một bé trai sơ sinh 3 ngày tuổi tại một khách sạn ở phường 2, quận Tân Bình. Khi bị bắt, Đào thừa nhận đã dùng thủ đoạn gian dối, tự xưng là người hiếm muộn để nhận nuôi trẻ sơ sinh từ mẹ cháu bé, quê ở Đắk Lắk. Sau đó, Đào đã để lại đứa trẻ cho một cặp vợ chồng ở thành phố Hồ Chí Minh và thu lợi bất chính 40 triệu đồng. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là một đường dây tội phạm mua bán trẻ sơ sinh dưới hình thức cho nhận con nuôi do Nguyễn Thị Ánh Đào, Hoàng Thị Nhung, sinh năm 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai, Đỗ Thị Thúy Ngân, sinh năm 1994, ngụ thành phố Hà Nội và Cao Thị Thu Phương, sinh năm 1983, ngụ tỉnh Hải Dương điều hành. Đường dây này hoạt động quy mô lớn tại 32 tỉnh, thành phố với sự tham gia của 6 đối tượng môi giới. Từ đầu năm đến nay, thông qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội, các đối tượng đã mua 16 đứa trẻ từ 3 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi để đi bán, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Để hợp thức hóa, các đối tượng đã móc nối với một đường dây làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan do tổ chức Phan Phương Nam, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Đồng Nai cầm đầu. Họ đã đặt mua giấy chứng sinh giả để hợp thức hóa thủ tục cho nhận con và đăng ký khai sinh cho trẻ. Đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 16 đối tượng về tội mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, 152 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Sunrise Apparels Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ đã phải nhập viện nghi ngộ độc sau bữa ăn trưa, trong đó 6 ca sốc phản vệ độ 2. Các cơ quan chức năng hiện đang lấy mẫu thức ăn để tiến hành xét nghiệm và điều tra nguyên nhân. Trưa ngày 28 tháng 8, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Thủy có trụ sở tại khu công nghiệp Thụy Vân cung cấp 825 suất ăn cho công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Sunrise Apparels Việt Nam ở cụm công nghiệp Hoàng Xá, thuộc huyện Thanh Thủy. Suất ăn gồm có cá kho, rau bắp cải luộc, đậu sốt thịt, cơm trắng. Sau khoảng 1 tiếng ăn trưa, nhiều công nhân đã có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, đi ngoài, được đưa vào cơ sở y tế cấp cứu. Tính đến 18 giờ cùng ngày, tổng số người nhập viện là 152 người, trong đó có 6 ca triệu chứng sốc phản vệ độ 2 như đau bụng, nôn, nổi mề đay toàn thân, khó thở. 146 ca có triệu chứng nhẹ, đau bụng nhẹ, buồn nôn. Đại diện Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy cho biết, hầu hết bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm và lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ và huyện Thanh Thủy đã huy động lực lượng thu thập mẫu thức ăn để xét nghiệm tìm ra nguyên nhân. Từ đầu năm 2024 đến nay, số ca mắc bệnh sởi đã gia tăng so với cùng kỳ của năm 2023 và có xu hướng gia tăng tại một số địa phương cụ thể. Để chủ động phòng chống và nhanh chóng kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh sởi, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2024 đến nay, số ca mắc bệnh sởi tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ năm 2023 và có xu hướng gia tăng tại một số địa phương. Ngày 27 tháng 8 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố dịch sởi bệnh truyền nhiễm nhóm B trên toàn thành phố. Để chủ động phòng chống và nhanh chóng kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh sởi, Bộ Y tế đã ban hành và phổ biến đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn và kế hoạch tiêm chủng vaccine sởi theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, chủ động đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Bệnh sởi thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi hoặc cũng có thể gặp ở người lớn do chưa được tiêm phòng sởi hoặc tiêm phòng chưa đủ liều. Dịch sởi thường xảy ra với chu kỳ từ 3 đến 5 năm và tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu để phòng chống bệnh. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và quyết tâm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Thủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm người đứng đầu, các cấp ngành địa phương nếu không thực hiện nghiêm, thiếu quyết liệt trong việc chống khai thác hải sản trái phép. Theo đó, chỉ rõ mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng tại đợt thanh tra lần thứ 5 của đoàn thanh tra EC
dự kiến vào tháng 10 năm 2024. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thống nhất nhận thức, hành động quyết liệt. Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ vụ vi phạm khai thác IUU từ sau đợt thanh tra lần thứ tư đến nay. Trước hết tập trung các vụ ngắt, gửi, vận chuyển thiết bị VMS, vượt ranh giới trên biển, môi giới, móc nối vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, xử lý dứt điểm tàu cá 30. Người đứng đầu chính phủ đề nghị tập trung nguồn lực ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, đặc biệt tại các tỉnh như Kiên Giang, Cà Mau và Bình Định. Nếu địa phương nào không có sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, tiếp tục để xảy ra các sai phạm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phải chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Như vậy là sau khi có kết quả thanh tra, điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 và lớp 10 tại Thái Bình đã có sự thay đổi tại 4 trên 12 lớp chuyên và 11 trên 29 hội đồng tuyển sinh các trường trung học phổ thông đại trà. Tại hội đồng tuyển sinh trung học phổ thông chuyên, có 15 thí sinh từ không trúng tuyển chuyển thành trúng tuyển. 15 thí sinh từ trúng tuyển chuyển thành không trúng tuyển. Tại các hội đồng tuyển sinh các trường trung học phổ thông đại trà, có 237 thí sinh từ không trúng tuyển chuyển thành trúng tuyển. 243 thí sinh từ trúng tuyển chuyển thành không trúng tuyển. Lúc này niềm vui của học sinh này rõ ràng là nỗi buồn của học sinh khác. Phóng viên đã có mặt tại Thái Bình để ghi nhận thực tế này. Nguyễn Minh Phương sáng nay đi làm thủ tục nhập học vào lớp 10. Nhận kết quả thi vào lớp 10 lần đầu được 29,1 điểm. Sau phúc khảo, Phương được lên 4 điểm là 33,1. Với số điểm này, Phương đã đăng ký mới và trúng tuyển nguyện vọng 2 vào trường trung học phổ thông Quách Đình Bảo. Em nghĩ tầm điểm toán là em về em chấm được 6 điểm. Thì nó thông báo kết quả là dưới trung bình. Nên là em cũng hơi buồn. Cả điểm văn cũng vậy, em cũng không nghĩ là điểm em thấp như vậy. Một bạn ở lớp em trung bình toán thì được có 6 thôi, nhưng mà sau khi thi là lên 9 điểm. Phúc khảo xong thì tụt xuống còn 6. Một phần là năng lực của em cũng không phải như vậy. Với lại em cũng học cũng đàng hoàng, em cũng vừa bực vừa lo lắng. Không có được niềm vui như Phương, nhiều học sinh đã phải buồn bã đi rút hồ sơ khi bất ngờ nhận được kết quả từ đỗ thành trượt cấp 3 sau thanh tra. Tại trường Trung học phổ thông Quách Đình Bảo, một trong số 11 trường trung học phổ thông có điểm chuẩn xét tuyển mới thay đổi. Nhà trường cho biết, đối với các em không trúng tuyển trong đợt xét tuyển đợt 1, nhà trường trả lại hồ sơ để các em xét tuyển đợt 2 tại các trường phù hợp. Từ đỗ thành trượt thì các em mới trải qua một cái buổi là nhận đến nhập học thôi, còn cũng chưa đến gọi là giáo viên chủ nhiệm, chưa có danh sách lớp, các em mới qua cái giai đoạn là nộp hồ sơ. Thế thì đợt này thì các em sẽ đến để nhận lại hồ sơ, nghĩa là nhà trường trả hồ sơ cho 29 học sinh từ đỗ thành trượt đấy. Thì khi nhà trường rất là chú trọng đến tâm lý của học sinh, những học sinh này, thì các em đấy là cái vấn đề quan trọng đầu tiên. Những giáo viên thực hiện cái việc là trả hồ sơ cho học sinh, 29 học sinh này thì đều là nhẹ nhàng và cũng làm sao để ổn định tâm lý của các bạn học sinh đấy. Thì qua cái việc trả hồ sơ đã được thực hiện thì cơ bản là các học sinh cũng rất là ổn định tâm lý và cũng không có vấn đề gì cả. Đến thời điểm này là nhà trường nắm bắt được là các bạn ấy cũng đều vui vẻ và biết rằng con số điểm đấy là điểm thật của mình và các bạn không có ý kiến gì cả. Còn tại trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình, sau kết luận thanh tra nội dung hồi phách bài thi tự luận, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp chuyên toán, tin học, ngữ văn, lịch sử của trường có thay đổi. 15 thí sinh từ không trúng tuyển chuyển thành trúng tuyển và 15 thí sinh từ trúng tuyển chuyển thành không trúng tuyển. Đối với những cái thí sinh mà các em đang là thí sinh đã trúng tuyển vào trường nhưng bây giờ lại không đỗ thì chúng tôi đã gọi điện trực tiếp và mời phụ huynh rồi các em học sinh lên gặp gỡ và động viên các em để các em có được một cái tâm thế tốt, rồi là có cái có thể nói là sự bình tĩnh đấy để mà đón nhận cái việc mà mình đang từ học sinh đỗ thành học sinh trượt, rồi các em tự tin khi mà các em
nhập học những cái môi trường học tập mới. Và sau khi mà gặp gỡ phụ huynh rồi gặp gỡ học sinh ấy, thì cơ bản là chúng tôi thấy là các em đã chấp nhận cái kết quả của mình đúng với cái năng lực. Và các em đã, tất nhiên là em nào cũng có cái nỗi buồn khi mà được trúng tuyển vào chuyên mà bây giờ không được trúng tuyển. Thế nhưng các em cũng hiểu được là đấy là những cái điểm số nó đánh giá đúng với kết quả học tập của mình, và các em đã chấp nhận.